Có hiểu, bây giờ thì ai cũng muốn là con rất nhiều người, thì càng nhiều người như mình thì nó là càng tốt. Thế nhưng mà bây giờ dạy xong thì địt mẹ à, mẹ lại cứ mỗi thằng 50 triệu với 100 triệu thì giết tao à, nó khó lắm. Thế bây giờ bà học ở đâu ấy, hồng gắn nó dạy. Thế là địt mẹ mày, thế bản thân mình thì cũng đéo được cái gì. Thế là sau là địt mẹ mày, tôi dạy các ông này, địt mẹ mày làm giàu với các ông nó khó. Chứ còn không phải là độc mình các ông biết là biết kiếm tiền. Nhưng mà đừng bảo là kiếm tiền khi người ta bị hoạn lạc, nó khó. Bây giờ mẹ mày người ta bị cắn thì nói chung là cái sự chết rồi, các ông lấy đến 100 triệu cũng giả, 200 triệu tạm giả. Thế nhưng mà người ta không có tiền, người ta phải đi vay mượn, thì mẹ nó sống dậy, nó đi làm bao giờ nó mới trả hết nợ. Cái cảnh công nhân 5 triệu một tháng thì bao giờ nó còn nuôi gia đình nó, cuộc sống nó còn lo nhà nó nữa. Thế thì nó bảo thôi địt mẹ mày, thà chết cũ đi hơn nhỉ. Nó khó lắm. Cho nên là nếu mà tìm người đó phải là có tâm, nó có tầm một chút. Cho nên là nó khó. Chứ còn nếu mà người mà ai cũng như mình ấy thì là mình dạy một dạy luôn không mà tiếc. Đây là rắn này nó độc, rất chi là độc, không phải là bình thường. Mụn cóc lấy lá tía tô mới lại ấy, lá táo giã là đắp vào khỏi luôn. Còn dòng rắn này nhá, bị cắn bắt đi lại trực tiếp với hồng rắn luôn, không là đi luôn đấy. Rắn này cắn là hai được hai 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 bốn tiếng để liên hệ với mình. Nếu như chậm nhất là đi viện thì được 3 ngày, sang đến ngày thứ tư mình không bao giờ nhận nữa. Sang ngày tư chữa gì chết mẹ hết. Thì bây giờ nhá, rắn này nó cắn này, sang đến ngày thứ tư này, nếu mà nó nặng quá này não chết, gan thì hỏng liệt, thì thận thì suy suy thận cấp. Còn đầu cái tim kiểu như là máy đập thoi thoát ấy, kiểu như con lợn mình thịt rồi, tim nó cứ nảy 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 nảy. Thế thì chữa thế nào được? Nói chung là chữa bây giờ thấp nhất là não nó phải đẹp, nói chung là hôn mê, nhưng mà não thì đầu nó, cái đầu nó, nói chung là cái đầu nó phải chuẩn thì nó mới chữa được. Không, mình chữa rắn đến tầm này rồi. Mình chữa rắn đến tầm này hàng nghìn người rồi. Cho nên là mình nói thì công cứ phải là đi mẹ làm gì có rắn nào chết luôn. Chả có con rắn nào là con rắn cắn chết luôn, anh em yên tâm đi. Con